Trận đấu giữa Newcastle và Man City là một trong những trận cầu được chú ý nhất ở vòng thi đấu thứ hai của Premier League mùa giải này. Đó là sự đối đầu giữa hai trường phái bóng đá tấn công và phòng ngự. Cũng là màn đối đầu giữa đương kim vô địch của giải đấu và đội bóng đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ. Trước khi cầu thủ hai đội ra sân, ban tổ chức của đội chủ nhà đã đem trưng bày 3 chiếc cúp đến với người hâm mộ của họ. Bên cạnh đó còn là cái lá cờ mang chữ chiến thắng của Anfield khổng lồ được xếp trên sân Etihad. Ngoài ra còn có một màn bắn pháo hoa được xuất hiện khi hai đội đang xếp hàng. Đó là hành động để vinh danh cho chiến tích Anfield đầy tự hào mà The Citizen đã đạt được ở mùa giải trước. Và giờ hãy đến với những diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu. Đầu tiên hãy điểm qua những gì đáng chú ý nhất ở đội hình ra sân của hai đội. Bên phía đội chủ nhà Manchester City thì trong khung gỗ là thủ thành Ederson. Bộ tứ vệ phía trên bao gồm Kyle Walker, Akanji, Ruben Dias và Josh Kovadion. Tân binh Mateo Kovacic kết hợp cùng Rodri để tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm. Phil Foden chơi cao hơn để hỗ trợ cho hai bên cánh Alvarez và Jack Grealish cùng với trung phong Erling Haaland. Về phía đội khách Newcastle, huấn luyện viên Eddie Howe đã mạnh dạn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Thủ thành Nick Pope là người sẽ bảo vệ khung thành của họ. Phía trên anh là bộ tứ Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman và Dan Burn. Tuyến giữa của Chichwe sẽ là ba cái tên đầy sức mạnh và cơ động, bao gồm Sandro Tonali, Bruno Guimaraes cùng với Joe Linton. Mũi đinh ba trên hàng công là Miguel Amiron, Alexander Isak và Anthony Gordon. Newcastle có được lợi thế về mặt thể lực nhiều hơn so với Man City do đội chủ nhà đã phải chơi trận siêu cúp châu Âu cách đây ít ngày. Tuy nhiên, Man City như thường lệ vẫn là đội giành quyền kiểm soát bóng sớm. Nhưng hàng thủ Newcastle vẫn thi đấu tập trung để chống lại những áp lực. Bộ ba tiền vệ của Newcastle liên tục pressing và gây sức ép liên tục lên những cầu thủ quan trọng trong quá trình lên bóng của The Citizen như Mateo Kovacic hay Rodri. Nhưng sự linh hoạt và cơ động được Pep Guardiola xây dựng đã giúp cho đội bóng của ông không mấy khó khăn để vượt qua được những lớp áp lực sớm bên phía đội khách. Trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 82%. Và những lợi thế đó đã được họ cụ thể bằng cú sút của Jack Grealish. Cầu thủ người Anh đi bóng cắt vào trong, nhưng cú dứt điểm bằng chân phải của anh đã bị chặn lại ngay trong vòng cấm. Và cho đến phút 30 của trận đấu, cổ động viên của Man City mới được mở hội để ăn mừng. Từ một tình huống phối hợp tốt bên hành lang cánh phải, Phil Foden đưa bóng vào trong cho Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina đã không mất quá nhiều thời gian để đưa ra một pha dứt điểm quá khó, khiến Nick Pope dù đã chạm được những đầu ngón tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá. Đó là một siêu phẩm đến từ người nhện khi cú sút của anh là rất tốt. Nhưng cũng phải nói rằng các trung vệ của Newcastle đã bỏ quên số 19 bên phía đội chủ nhà khi hai cầu thủ áo sọc trắng đen đã quá tập trung vào Haaland. Nhận phải bàn thua, Eddie Howe phải tìm cách thiết lập lại thế trận cho đội bóng của ông để tìm kiếm bàn gỡ. Những phút sau đó, thế trận trở nên cân bằng hơn đôi chút. Newcastle tập trung mở bóng sang bên phía cánh phải, nơi có sự góp mặt của Almiron và cả Trippier. Tuy nhiên, khi đẩy cao đội hình hơn cũng có nghĩa là những khoảng trống phía sau của đội khách càng hiện ra nhiều hơn. Phút thứ 41 sau pha phản công của City thì Haaland đã có cơ hội dành cho mình. Đáng tiếc là pha dứt điểm treo góc của tiền đạo người Na Uy đã đưa trái bóng đi chạch cột dọc chỉ một phút mà thôi. Những cố gắng của Newcastle sau đó chỉ đổi lại được tình huống đáng chú ý của Gordon khi anh nhận được cú tạt của Trippier. Mặc dù vậy, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía đội bóng áo xanh khi hai đội bước vào giờ nghỉ. Phóng viên Laura Hunter của Sky Sports nhận định trước trận đấu này rằng đây là một công việc lớn đối với bộ ba tiền vệ của Newcastle là Tonali, Guimaraes và Joe Linton, và đêm nay họ cần phải vượt qua nó, chiến đấu và gây rối, đồng thời cố gắng làm giảm ảnh hưởng chơi bóng của Rodri. Nếu họ để Man City chơi bóng tự do thì sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Tôi thực sự nghĩ rằng đội bóng của Eddie Howe đủ mạnh về mặt phòng ngự để đối phó với Haaland, nhưng cần phải cẩn thận với nguồn cung cấp bóng cho anh ta. Và trong hiệp 1 thì bộ ba tiền vệ bên phía Newcastle đã chưa thực sự làm được tốt nhiệm vụ của mình khi vẫn để bộ đôi Kovacic và Rodri kiểm soát được tình hình trận đấu, nhất là vị trí của Joe Linton. Hôm nay, Pep Guardiola đã triển khai sơ đồ 4-2-3-1 trên giấy tờ. Thế nhưng khi có bóng, khối đội hình của ông lại được chuyển sang dạng có hai trung vệ gồm Ruben Dias và Josh Kovadion. Akanji chơi cao như một tiền vệ, còn Kyle Walker được dâng cao hơn nhằm duy trì chiều rộng khi tấn công và giúp người đồng đội Alvarez thi đấu tự do hơn. Cầu thủ sáng nhất trong hiệp 1 chắc chắn là Julian Alvarez. Với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Newcastle thì anh đã có được 18 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ mùa giải trước cho Man City. Trong thời gian đó thì cũng chỉ có Haaland có thành tích tốt hơn cầu thủ người Argentina. Nhưng đương nhiên cũng không thể không nhắc đến Phil Foden. Hiệp 1 là màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ người Anh. Foden có được tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 96% trong hiệp thi đấu thứ nhất, hoàn thành 14 trên 14 đường chuyền ở 1/3 cuối sân và có cho mình một đường kiến tạo.
Thậm chí anh còn có được 5 lần tạo ra cơ hội cho các đồng đội, nhiều hơn tổng số cơ hội mà tất cả những cầu thủ trên sân thực hiện được trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, Newcastle vẫn duy trì được sức ép và sự chủ động, nhưng trong giai đoạn cuối hiệp 1, Eddie Howe muốn các học trò tìm được bàn san bằng tỷ số càng sớm càng tốt. Theo thống kê thì Manchester City đã bất bại trong 45 trận gần nhất tại Premier League khi dẫn trước ở hiệp 1 với 42 chiến thắng và 3 trận hòa. Những phút sau đó, thế trận giằng co được tiếp tục diễn ra trên sân và phút thứ 55 đã có những sự thay đổi người đầu tiên. Longstaff và Harvey Barnes vào sân để thay cho Joelinton và Gordon. Joelinton bị đau, còn Gordon chơi có phần máu lửa quá mức khiến anh thậm chí suýt phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Sự căng thẳng trên sân tỷ lệ thuận với thời gian, liên tiếp là những tình huống ăn miếng trả miếng đến từ cả hai đội, thậm chí đó còn là những lần va chạm không đáng có của cầu thủ hai bên. Đáng chú ý trong số đó là hai tình huống dứt điểm nguy hiểm đến từ vị trí của Erling Haaland. Nhưng càng chơi, Newcastle lại có cảm giác càng đánh mất đi thế trận của mình. Eddie Howe đã phải tung Wilson và Anderson vào thay cho Isak và Tonali. Từ đầu mùa giải trước cho tới nay, Callum Wilson đã ghi nhiều bàn thắng ở Premier League khi vào sân thay người hơn bất kỳ cầu thủ nào khác với 5 lần lập công, tính cả trận đấu trước đó gặp Aston Villa. Vì vậy, các cổ viên của Newcastle này rất hy vọng vào điều đó sẽ lặp lại diễn ra ở trận đấu này. Nhưng thật ra là quá khó để Callum Wilson có thể tạo nên được điều gì đó đặc biệt. Những phút cuối trận khi mà thể lực của các thủ đã đi xuống thì lại càng khó hơn nữa. Các thủ của Man City chịu ảnh hưởng sau chiến thắng siêu cúp UEFA hồi giữa tuần, còn lối chơi pressing rất nhiệt của Newcastle lại càng khiến cho các thủ bị bào mòn nhanh hơn. Trong những phút cuối cùng đã chẳng thể có điều bất ngờ nào được xảy ra. Những cố gắng của Newcastle đã chẳng thể được đền đáp khi trọng tài chính thổi hồi còi mãn cuộc. Tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Với kết quả này, Man City vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi chỉ xếp sau Brighton với hiệu số bàn thắng bại. Còn Newcastle tạm thời đứng ở vị trí thứ 6 trước khi những trận đấu còn lại ở vòng 2 sẽ được tiếp tục diễn ra. Đây là trận đấu mà Foden đã chứng minh rằng anh có thể thay thế tốt cho vị trí của Kevin De Bruyne. Mặc dù người hâm mộ vẫn sẽ có cảm giác nhớ về những đường truyền siêu hạng của cầu thủ người Bỉ, nhưng Foden cũng có những điểm mạnh riêng của anh. Sự năng nổ trên sân của anh này đã giúp cho Man City có được một thế trận tốt. 7 key pass cũng của Foden cũng đang là con số rất ấn tượng, nhiều hơn bất kỳ cái tên nào khác tính cho đến hiện tại của tuần thi đấu này. Thế nên danh hiệu Man of the Match dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Trước trận đấu này, Man City đã thắng 14 trận sân nhà gần nhất tại Premier League khi gặp Newcastle, ghi 48 bàn và chỉ để thủng lưới 7 bàn thôi. Đó là chuỗi trận thắng dài nhất trên sân nhà của The Citizen và cũng là chuỗi trận thua dài nhất trên sân khách của Mappy trước các đối thủ trong lịch sử của họ. Và sau khi trận đấu khép lại, con số đó lại càng được kéo dài thêm nữa.